Yo, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Ngọc. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau unbox bộ đồ chơi mới nhất của nhà 52 Toys. Và đây là cái thùng đựng của cái bộ đồ chơi đó, nhưng mà trong quá trình vận chuyển á thì nó đã bị móp méo khá là nặng rồi nè. Nhưng mà Ngọc hy vọng là cái bộ đồ chơi bên trong của chúng ta sẽ bình an vô sự nha. Và ngoài cái bộ 8 em này ra thì Ngọc cũng có order một cái em lẻ cũng ra mắt chung với cái bộ này luôn. Ok ok, khui hộp luôn nha. Mọi người ơi, cái hộp bên trong móp méo khá là nặng nha. Tính ra thì họ bao bì cũng khá là cẩn thận á. Đây là họ còn dán thêm mấy cái này ở mấy cái góc để cho nó khỏi bị móp mấy cái góc nữa. Nhưng mà không nha, nó không móp cái góc mà nó móp chơi ngay ở giữa này luôn. Xui thật sự luôn, tại vì Ngọc khá là thích cái hình ảnh ở trên cái bao bì này nha. Mà nó bị hư như vậy rồi chắc chắn là phải dục rồi chứ sao mà cắt ra để trang trí được nữa. Nhưng may mắn là cái bao bì của em lẻ này lại không có bị móp méo một tí xíu nào hết trơn á. Cũng còn khá là hên nha, tại vì Ngọc rất là cần cái bao bì này nó còn nguyên vẹn để Ngọc trưng em nó lên tường như vậy nè. Cái này là Ngọc order chính hãng của 52 Toys ở trên AliExpress luôn nha, đây nè. Nhưng mà nếu bạn nào cũng mua cái bộ này ở trên AliExpress giống Ngọc thì Ngọc khuyên mọi người là nên mua của mấy cái store seller khác nha. Tại vì Ngọc thấy giá nó rẻ hơn rất là nhiều luôn. Hình như là Ngọc mua bộ này với giá như đâu đó 115 đô là. Nhưng mà mấy cái store khác bán đâu đó khoảng có 70 đô hoặc là 80 đô thôi à. Nếu mà nãy giờ để ý thì chắc là mọi người cũng đã biết tên của bộ đồ chơi này là Not The Kid. Và đây cũng chính là tên của em nhân vật này. Đó, là em nhân vật chính trong bộ đồ chơi này luôn ha. Và ở ngay chỗ này sẽ có dòng chữ Little Boy Shy and Quiet, cũng chính là tính cách của em Not này luôn. Đó chính là em nó khá là hướng nội, nhạy cảm nhưng mà lại là một thần đồng với các phát minh sáng tạo. Nhìn chung thì cái bao bì của bộ đồ chơi này rất là đẹp luôn nha. Đặc biệt là mấy cái artwork ở ngay cái mặt chính này nè. Nếu mà mọi người thích á thì mọi người có thể cắt mấy cái hình này ra rồi dán lên mấy cái kệ để trang trí chung với cái bộ đồ chơi này, chắc chắn sẽ rất là đẹp luôn. Còn về chất lượng art toy của nhà 52 Toy á thì không có gì phải bàn cãi nữa. Tại vì trước đó Ngọc đã có cơ hội unbox hai bộ đồ chơi, đó là Sleep Fairy và bé heo Lulu. Cả hai bộ đều rất là đẹp. Cho nên khi mà lần đầu tiên thấy nhà 52 Toys đăng hình cái bộ đồ chơi này á thì Ngọc đã rất là ấn tượng với tạo hình của em Not. Ok, nhìn hình ở trên mạng thì như vậy, nhưng mà liệu ở ngoài đời á thì em Not có tuyệt vời đến như vậy không? Vậy thì hãy xem hết video ngày hôm nay để mọi người có câu trả lời riêng cho mình nha. Ngọc phải công nhận là chất lượng in ấn của nhà này rất là tuyệt vời luôn, mọi thứ đều rất là sắc nét. Không biết là ở đây có bạn nào lúc nhỏ bị nghiện ôm gấu bông giống như là em Not đầu tiên của chúng ta không ta? Thì em nó sẽ đang ở trong một cái tư thế ngủ và đang ôm một cái con gấu bông có hình giống như là một cái con ngựa kỳ lân nè. Ấn tượng đầu tiên của Ngọc đó chính là trọng lượng của em này khá là nặng, cầm rất là chắc tay luôn. Ngoài ra thì kích thước cũng khá là to nữa. Tiếp theo đó chính là cái màu sơn, nhìn rất là dịu mắt và không có bị lem một tí xíu nào hết trơn ha. Ngoài ra thì cái cục bông ở trên nón, cái viền nón và cả tóc của em Not nữa đều sẽ được phủ một cái lớp nhung sờ rất là mịn luôn. Và phụ kiện đi kèm của em nó sẽ là một cái đôi dép đi trong nhà nhỏ xíu xíu, rất là đáng yêu. Và cái đôi dép này sẽ không có thể đeo vào chân cho em Not được nha. Chúng ta chỉ có thể để kế bên em nó trưng như thế này thôi. Đó. Thiết kế của thẻ tên thì cũng không có gì đặc biệt cho lắm, cũng chỉ là một cái hình chữ nhật bình thường thôi. Nhưng mà đặc biệt là cái artwork ở trên cái thẻ tên này rất là đẹp luôn. Và tên của em nó sẽ được in nhỏ xíu xíu ngay chỗ này nè. Đó là Sweet Dream, có nghĩa là một giấc mơ ngọt ngào. Và theo như Ngọc tìm hiểu, tuy em nó chỉ là một đứa trẻ thôi, nhưng mà cái em ngựa một sừng này nè là do chính tay em nó may đó nha. Không biết là ở đây có bạn nào khéo tay giống như em nó mới có còn nhỏ như vậy mà đã may được mấy con gấu bông như vậy rồi không ta? Tiếp theo chúng ta cùng nhau unbox cái hộp bị móp méo để coi coi em nhân vật bên trong có bị gì không ha. Wow, cái em lúc nãy á, do là em nó đang có một cái tư thế nằm ngủ lại với lại nhắm mắt cho nên là chúng ta không có thể nào nhìn rõ hết được toàn diện của em nó. Nhưng mà đến cái thiết kế thứ hai này, nghệ sĩ thiết kế đã thiết kế cho em nó một cái dáng người theo Ngọc thấy đó là rất đẹp luôn nha. Cảm giác kiểu giống như là nó thật hơn so với dáng người của mấy em đi mò á. Đây, em đi mò sẽ có một cái dáng người cảm giác là kiểu nó hoạt hình hơn. Còn em Not này thì cảm giác nó sẽ realistic, sẽ thật hơn ha. Ngoài ra thì do cái em đầu tiên này em nó nhắm mắt lại cho nên là chúng ta không có thể nhìn được cái phần mắt của em nó. Đây, mắt của em nó sẽ có thiết kế giống như là một cái tròng mắt ở bên trong vậy đó. Và được làm từ một cái nhựa trong suốt. Trước đó thì chúng ta đã thấy được cái thiết kế kiểu mắt này ở mấy em xích gà nè.
Rất rất là đẹp và nhìn cực kỳ có hồn luôn nhá. Ngọc cảm giác cái khuôn mặt của em nó còn có hồn hơn so với mấy em xích gà nữa. Nếu mà cầm em này trực tiếp ở ngoài á, thì chúng ta sẽ thấy đó là cái đôi giày của em này không chỉ đơn giản là một cái màu nâu đâu, mà còn được phun một tí airbrush giống như là cái màu hạt 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 hạt, cảm giác nhìn nó rất là đẹp luôn á. Ngoài ra thì mấy cái chi tiết giả chày chày ở trên cái hộp này nè, làm nhìn rất là nghệ thuật luôn nha. Và phụ kiện đi kèm của em nó sẽ bao gồm hai cái cây như thế này. Một cái cây thì có hình giống như là cỏ bốn lá vậy đó, chúng ta sẽ gắn lên đầu cho em nó. Và còn một cái giống như là một cái mầm cây thì chúng ta sẽ để phía trước như thế này, giống như là em nó đang tưới cây vậy đó. Và đây là thẻ tên của em nó có tên là Clucky Clover, có nghĩa là cỏ bốn lá may mắn. Chúng ta sẽ có hình em nó đang đi tưới cây nè. Ngoài ra thì kế bên còn có một em mèo nữa, nhưng mà Ngọc thấy ở đây hình như là không có em mèo này đi cùng mọi người ơi. Mặc dù cái hộp nó khá là móp méo nhưng mà mấy em nhân vật ở bên trong vẫn không có bị sao hết, cũng khá là ok ha. Wow, em nó tiếp theo có thiết kế rất là hay luôn nha. Em nó sẽ đội một cái nón ở phía trước á. Đây, có nguyên một cái miếng nhựa trong suốt, rất là dày dặn luôn nha mọi người. Cảm giác nó cực kỳ xịn luôn á, chứ không phải nhìn nó kiểu là mỏng rẻ tiền đâu. Ngọc chắc chắn nếu mà mấy cái hãng khác á, thì họ sẽ làm cái túi này giống như là một cái túi trơn rồi ở trong có mấy cái vàng vàng thôi. Nhưng mà nhà 52 Toys á, họ làm cực kỳ có tâm luôn. Nhìn cái túi này nè, nó có mấy cái sọc sọc nè, nhìn rất là thật luôn ha. Và có hai cái ngôi sao nhỏ nhỏ ở bên trong. Nhưng mà Ngọc để ý thấy thì cái phần tóc của em nót này lại được làm từ nhựa chứ không có được phủ nhung giống như là hai em vừa rồi ha. Chắc là do ở phía trong như này cho nên là họ kiểu bỏ qua cái phần đó luôn. Nhưng mà đổi lại thì cái khuôn mặt của em nó này nhìn cực kỳ có hồn luôn. Em nó sẽ đang có một cái tư thế giống như là với lên chụp cái ngôi sao ở trên trời xuống nè. Cái đôi mắt của em nó đúng thật sự là đang nhìn vào cái ngôi sao này luôn nha. Và cái bề mặt hoàn thiện của cái ngôi sao này á, sờ nó sẽ hơi sần sần, rất là đã tay luôn nha. Chứ không phải là bóng mịn giống như là mấy cái bộ phận còn lại của em nó. Nếu mà nhìn sơ thì sẽ thấy cái thẻ tên này nó bóng bóng lên như vậy, cảm giác giống như là một miếng nhựa mỏng vậy đó ha. Nhưng mà thật sự thì đây chỉ là một cái miếng giấy thôi nha. Nó rất là mỏng manh luôn. Và cái artwork ở trên cái thẻ tên này cũng đã nói lên được cái câu chuyện của cái thiết kế này. Đó chính là lúc nhỏ thì chúng ta thường sẽ có suy nghĩ là có thể lượm được mấy cái ngôi sao ở trên trời rồi để vào lọ giống như em nó đang làm vậy nè. Nhưng mà lớn lên rồi thì chúng ta mới biết đó là mấy cái ngôi sao thật sự nó rất là bự luôn. Và nó cũng không có hình dạng giống như là chúng ta tưởng tượng nữa. Mới đầu nhìn thiết kế của em này thì Ngọc cứ nghĩ là em nó sẽ không có đứng vững. Nhưng mà sự thật đó là em nó đứng cực kỳ vững luôn nha. Đây, đó, ui, ở đây để trên cái hộp này thì nó hơi bị cong á. Nhưng mà khi mà để xuống cái bề mặt phẳng á, đó, em nó sẽ trụ bằng hai chân. Và cái bọc sao này nè, nó sẽ giúp cho em nó đứng cực kỳ vững luôn. Nhìn cái hộp nó móp méo mà thấy thương luôn á trời. Em nó tiếp theo thì có thiết kế khá là đơn giản nha. Cảm giác giống như là em nó đang ngồi xuống rồi ở tay có một cái bút giống như là đang vẽ một cái gì đó. Nhưng mà đổi lại thì ở cái thiết kế này chúng ta sẽ có thể nhìn được toàn bộ cái đầu của em nó luôn. Đây, được phủ một cái lớp nhung nè. Ui, rất rất là mịn luôn nha. Và phụ kiện đi kèm của em nó sẽ bao gồm đây. Có một cái em mèo giống như là trong cái artwork ở trên cái thẻ tên lúc nãy nè mọi người. Đây, đúng là cái em mèo ở trên cái hình lúc nãy rồi. Đến cả cái dáng ngồi cũng y chang luôn. Ngoài em mèo ra thì chúng ta sẽ có một cái miếng giống như là một cái miếng bìa cắt tông như vậy. Đó, ở trên này sẽ có mấy cái hình vẽ do em nót này vẽ ra nè. Thì chúng ta sẽ để em nót lên giống như vậy. Đó, rồi đặt em mèo này kế bên. Và theo như cái artwork ở trên cái thẻ tên của em nó thì hình như là em nó này cũng đang vẽ lên mấy cái bìa này rồi sau đó dùng để xây mấy cái nhà thì phải. Nếu mà nhìn ở xa xa thì chúng ta sẽ thấy được kiểu em nót làm cho em mèo này một cái nhà nè. Và ở trên cái nhà nó sẽ có chữ giống như Ngọc không có nhìn rõ nữa, nhưng mà hình như là Chiêu Mì thì phải, chắc là tên của em mèo luôn đó mọi người. Đây, ngay chỗ này nè, đó có một cái chữ Chiêu Mì nhỏ xíu xíu. Ồ, Ngọc mới phát hiện ra nhá, đó là cái paw, cái phần đệm chân của cái bé mèo Chiêu Mì này nè, nó có hai màu khác nhau. Hai cái chân trước thì có màu xanh nè, hai cái chân sau thì có màu đỏ, kiểu giống như là cái em nó này đang vẽ sau đó thì em mèo này bước lên á, cho nên là mấy cái màu dính vô chân của em nó. Có mấy cái chi tiết khá là nhỏ, nếu mà để ý thật là kỹ và suy nghĩ thì chúng ta mới nhận ra được nhá. Đó, nhìn kỹ mới thấy ngoài cái phần tóc được phủ nhung ra thì cái phần vớ của em này đó cũng được phủ nhung luôn nè. Trời, mới đây 4 hộp rồi đó, bộ này đẹp thật sự luôn, nhưng mà chỉ có 8 em thôi á. Ngọc hy vọng là season 2 sẽ có đến 12 em để chúng ta tha hồ mà unbox luôn.
Em nót tiếp theo của chúng ta cũng sẽ đội một cái thùng lên đầu giống như là hai cái thiết kế này vậy nè. Và có vẻ như là em nót của chúng ta sơn màu cái thùng này giống như là một cái chú mèo vậy đó. Đây nè, có hai cái râu mèo hai bên nè mọi người. Ở đây còn có hai cái lỗ tai nữa nè. Trên còn có một cái con bướm màu vàng đậu lên nữa. Ở ngoài ra thì đằng sau em nó còn có một cái đuôi nữa nè ta ơi. Ủa cái đuôi này sao mà nhìn nó thật quá vậy? Nhưng không giống như là một cái món đồ giống như là trẻ con làm ra từ một cái gì đó ha, mà cảm giác rất là giống một cái đuôi mèo thiệt luôn. Tuy là đội nguyên cái nón lên giống như là cái em hái xa lúc nãy, nhưng mà cái phần tóc ở bên trong của em nó cũng sẽ được phủ một cái lớp nhung nha. Nãy giờ mở ra em nào cũng khen, kiểu khen quá trời quá đất luôn, cảm giác nó cũng hơi kỳ ha. Nhưng mà thật sự là nó đẹp lắm lắm luôn mọi người, phải cầm trực tiếp ở ngoài như vậy nè mới thấy được. Và ok, phụ kiện đi kèm của em nó chính là cái em mèo chiêu mì lúc nãy. Đây, nhưng mà nếu mà để riêng hai em này ra, mọi người sẽ thấy hai em nó có hai cái tư thế khá là ngộ nghĩnh ha. Một em mèo thì giơ hai cái tay ra như vậy, còn em Nót sẽ đưa hai cái tay ra phía trước. Nhưng mà đây nè, đó, em Nót thật sự là đang bế em mèo chiêu mì nha. Đây, trời ơi, sao mà đáng yêu quá vậy ta. Và theo như Ngọc tìm hiểu thì cái câu chuyện đằng sau cái thiết kế này á, đó chính là cái em mèo chiêu mì này thực chất là một cái em mèo hoang ở một cái góc phố. Và sau đó thì mới được em nó này phát hiện ra. Nhưng mà ban đầu á thì em mèo chiêu mì này khá là sợ người á, tại vì đa số mèo hoang mà nó rất là sợ con người luôn. Và đó là lý do tại sao mà em nó đang cố hóa trang thành một chú mèo. Tại vì em nó nghĩ á, nếu mà hóa trang như vậy khi mà tiếp cận em mèo chiêu mì á thì em nó sẽ đỡ sợ hơn. Và thật sự là nó đã thành công nha. Em mèo chiêu mì cuối cùng cũng đã để em nó bể lên như thế này. Một cái thiết kế rất là dễ thương với một cái câu chuyện hết sức là ý nghĩa. Và cái artwork ở trên thẻ tên cũng sẽ là cái bối cảnh lúc mà em Nót lần đầu tiên bế được em mèo chiêu mì ở một cái góc phố nè. Và tên của cái thiết kế này có tên là Special Buddy, có nghĩa là người bạn đặc biệt. Và Ngọc chắc chắn là ở đây cũng sẽ có rất là nhiều bạn có một cái người bạn đặc biệt giống như là em Nót của chúng ta đúng không? Đó là một cái em thú cưng nào đó, ví dụ như là mèo, chó hay là chim hoặc là em hamster chẳng hạn. Mới mở ra đập vào mắt Ngọc là nguyên một cái phụ kiện bự chả bá lửa luôn ha. Wow, nguyên cái phần này được phủ nhung hoàn toàn luôn nha. Rất rất là mịn và có một cái màu xanh rất là đẹp luôn á. Ở thiết kế tiếp theo chúng ta sẽ thấy em Nót đang ôm em mèo chiêu mì và cả hai đang đọc một cuốn sách. Và nếu mà để ý kỹ nha thì sẽ thấy ở trên cái cuốn sách này nè, có cái tên của em mèo chiêu mì cùng với cái hình ảnh giống như là cái căn nhà ở trong cái artwork lúc nãy á. Giống như là em Nót đang thiết kế cái căn nhà cho em mèo chiêu mì vậy đó. Khi mà Ngọc unbox cái bộ đồ chơi này á thì Ngọc có cảm giác giống như là nhà sản xuất họ đang kể cho Ngọc nghe một cái câu chuyện vậy đó. Đầu tiên là em Nót này tìm thấy em mèo chiêu mì ở một cái góc phố nè. Sau đó thì cả hai cùng nhau thiết kế một cái căn nhà. Và cuối cùng là bắt tay vào việc. Còn cái thiết kế này á thì cho Ngọc cảm giác giống như là em Nót lúc này khá là cô đơn. Em nó chỉ có thể tự tưởng tượng ra và chơi một mình. Cho đến khi em nó tìm được em mèo chiêu mì và cả hai đã trở thành một người bạn đặc biệt của nhau. Và theo như trên thẻ tên thì cái này sẽ giống như là một cái trăng chùm lên đầu của em Nót vậy đó ha. Đây 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 à, như vậy nè, nhìn rất là cưng luôn á. Ngọc nói thật với mọi người là Ngọc cũng có tìm hiểu về làm 3D ở trên máy tính á. Nhưng mà để làm ra một cái thiết kế cũng như là cái màu sắc này nọ, tất cả mọi thứ của em Nót mà cảm giác nó tự nhiên và có hồn như thế này á thì rất rất là khó luôn nha. Nhìn đơn giản như vậy thôi nhưng mà không phải dễ ăn đâu nha. Ngọc nói như vậy để mọi người biết lý do tại sao mà nãy giờ cái thiết kế nào của em nó Ngọc cũng khen hết trơn á. Tiếp theo chúng ta sẽ có em Nót với tạo hình giống như là em Nót đang trú mưa hả ta, dưới một cái bìa cát tông nè. Ở trên này thì còn có mấy cái hạt mưa được làm từ nhựa trong suốt rớt xuống nữa, nhìn rất là thật luôn nha. Em Nót sẽ đang mặc một cái áo mưa màu vàng và đeo một cái túi màu xanh. Ở trên cái túi á, thì còn có một cái con búp bê cầu mưa ngay chỗ này nữa nè. Và phụ kiện đi kèm duy nhất của em Nót sẽ là một cái đế được làm từ nhựa trong suốt. Chúng ta sẽ gắn em Nót vào. Rất là dễ dàng và chắc chắn luôn. Phải công nhận là cái nhà này họ thiết kế khớp nối khá là hay nha. Gắn vào thì rất là dễ dàng nhưng mà lại rất là chắc chắn. Wow, hay quá ta. Khi mà nhìn vào thiết kế của em này thì Ngọc có một cái suy nghĩ như vậy nè. Không biết là mọi người có giống như vậy không nhá. Đó là mặc dù trời mưa nhưng mà nhìn cái biểu cảm của em nó kiểu em nó rất rất là vui luôn á. Làm cho Ngọc nhớ tới tuổi thơ của Ngọc. Đó là Ngọc cũng khá là thích tắm mưa á. Và lớn lên đến bây giờ tuy là không có còn tắm mưa nữa nhưng mà Ngọc vẫn rất thích mọi thứ của trời mưa luôn. Ngọc thích ngắm mưa nè, nghe tiếng mưa nè. Và cả cái mùi hương khi mà nước mưa rơi xuống đất và nó bốc lên á. Không hiểu sao cái mùi đó mọi người nói là hôi nhưng mà theo Ngọc á thì Ngọc thấy nó rất là thư giãn luôn.
Và khi mà nhìn vào cái artwork này á, thì chúng ta sẽ thấy mặc dù là trời đang giông bão rất là lớn luôn, nhưng mà em Nock vẫn đang nở một nụ cười rất rất là hồn nhiên và tích cực luôn ha. Đến với hộp cuối cùng luôn nha. Đây là lần đầu tiên mà Ngọc unbox một bộ đồ chơi mà Ngọc cứ mong là có thật là nhiều để Ngọc unbox á. Tại vì bình thường khi mà quay video unbox như này á, nếu mà quay mấy cái bộ 12 em á thì Ngọc nói rất rất là nhiều, rất là đau cổ và quay cực kỳ lâu luôn. Cho nên nếu mà hỏi á, thì Ngọc sẽ trả lời là Ngọc thích unbox mấy cái bộ đồ chơi có 8 em như thế này hơn. Cảm giác nó kiểu vừa phải á mọi người. Nhưng mà đối với cái bộ này thì Ngọc cứ ước là em nó sẽ có 12 em hay là 18 em luôn cũng được nữa. Tại vì mấy em nó có thiết kế quá là đẹp, để coi cái thiết kế cuối cùng này có câu chuyện như thế nào ha. Thật sự là không có gì để nói luôn. Cái em cuối cùng này có trọng lượng rất rất là nặng. Mặc dù là em nó cũng sẽ có thiết kế. Đây là một cái thùng đội lên đầu, nhưng mà mọi người nhìn nè, cảm giác giống như là nó không có bị trùng lập ha. Cái em này thì có cái thùng là hình con mèo, còn cái em này thì sẽ có cái thùng hình giống như là một cái con khủng long vậy đó. Ngoài cái nón có hình khủng long được làm từ bìa cát tông ra thì em nó còn làm nguyên một cái đuôi khủng long gắn ở phía sau lưng nữa nè. Công nhận là em nó này có tính sáng tạo thật sự luôn ha. Và cũng giống như mấy cái em trước thì cái em cuối cùng này cũng sẽ có một cái màu sơn rất là đẹp. Đây, mặc dù là theo cái phong cách cũ nè, nhưng mà mọi người thấy họ làm chỉnh chu và nhìn rất là bắt mắt luôn đúng không? Và phụ kiện cuối cùng của em nó sẽ là một cái đế có hình giống như là một cái con ma vậy đó hả ta? Đây nè, cái mặt nó lè lưỡi ra như vậy nè ha. Ở phía trước bụng của em nó sẽ có một cái nấc nè, chúng ta sẽ gắn vào ha. Đây, để Ngọc show cho mọi người coi là cái khớp của nhà này họ thiết kế gắn dễ vào như thế nào nha. Đó, đẩy nhẹ vào là vô và cực kỳ chắc chắn luôn nha. À, và em nó sẽ có tên là Clear the Shadow Monster. Đây, ở trên cái artwork này thì chúng ta sẽ có thể tưởng tượng ra được cái câu chuyện của em này. Chắc chắn là lúc nhỏ ai trong chúng ta cũng sẽ tự tưởng tượng ra là ở dưới gầm giường hay là trong tủ quần áo gì đó sẽ có một cái con ma, con quỷ gì đó rất là đáng sợ đúng không? Và em nó của chúng ta cũng không ngoại lệ nha. Em nó cũng tưởng tượng ra một cái con ma, con quỷ gì đó giống như vậy nè. Nhưng mà thay vì sợ hãi và trốn chạy giống như đa số mọi người thì em nó lại làm ra một cái bộ đồ hình khủng long như vậy để kiểu giống như là em nó dọa lại cái con ma này cho cái con ma này nó sợ mọi người. Trời ơi, đỉnh thiệt sự luôn á. Tính ra thì em Nock này dũng cảm hơn so với Ngọc lúc nhỏ rất rất là nhiều luôn ha. Đây, nhìn tổng thể em này rất là đẹp luôn. Cảm giác giống như là em nó đang bay lơ lửng giống như ở trong cái thẻ tên của em nó vậy đó. Ủa khoan quên, chúng ta vẫn còn cái em phiên bản đặc biệt này mà. Trời ơi, cứ tưởng là mở hết rồi. Nhưng mà chưa hết nha, vẫn còn cái em đặc biệt này, để Ngọc khui ra luôn. Em này sẽ có thiết kế cái bao bì rất rất là đã luôn. Đó là chúng ta chỉ cần cắt cái nhựa, cái băng keo ở phía sau là chúng ta có thể gỡ cái bao bì ra rồi. Đây, kéo cái này lên. Tất cả 8 cái thiết kế vừa rồi á, mặc dù có chuyện gì xảy ra thì em nó lúc nào em nó cũng có một cái nụ cười rất là hồn nhiên ở trên môi. Nhưng mà đến cái thiết kế phiên bản đặc biệt này á, thì em nó lại có một cái khuôn mặt rất rất là buồn luôn nha. Em nó cũng sẽ đang đội một cái thùng giấy lên đầu. Nhưng mà ở bên trong mọi người nhìn nè, em nó đang khóc. Còn có mấy cái chi tiết giọt nước mắt ở bên trong nữa. Và em nó khóc nhiều đến nỗi nha, mà vặn cái van nước này ra nè, trời ơi, chảy nguyên một đống nước mắt ra luôn á. Trời ơi, nhìn thương thật sự luôn nha. Không biết là có chuyện gì mà em nó lại buồn dữ đến như vậy ta. Và theo như Ngọc đoán thì chắc là cái em Nock này nè, do là em nó khá là nhạy cảm với lại sóng hơi hướng nội á, cho nên là cái việc kết bạn hơi khó một tí xíu. Cho nên là nhiều lúc em nó cũng cảm thấy cô đơn rồi khóc một mình như thế này. Ngoài ra thì em nó còn có một cái phụ kiện đi kèm là một cái hộp khăn giấy. Đây, có hình của em mèo Jimmy. Nhưng mà dù cô đơn đến đâu á, thì từ cái khoảng thời gian mà em nó tìm thấy em mèo Jimmy và cả hai bên nhau á, thì cái khoảng thời gian buồn bã của em nó đã chấm dứt hoàn toàn rồi. Kích thước của cái phiên bản đặc biệt này á, thì cũng bằng với mấy cái phiên bản ở trong hộp Lightbox thôi ha. Ngoài ra thì màu sơn tất cả mọi thứ cũng chỉnh chu y chang như nhau thôi. Chỉ có một điều đó là Ngọc cảm thấy cái phiên bản đặc biệt này á, thì nó sẽ nặng hơn một tí xíu xíu. Nói thật với mọi người là trí nhớ của Ngọc nó dở tệ luôn. Rất là hay quên trước quên sau. Cho nên lần trước khi mà Ngọc unbox bộ đồ chơi Scubanda The Warm á, thì mấy em nó đã làm cho Ngọc nhớ ra rất là nhiều kỷ niệm đẹp nè. Và việc này cũng giống y chang với cái bộ đồ chơi này luôn. Tất cả 8 em ngày hôm nay đều làm cho Ngọc nhớ đến một cái tuổi thơ bá đạo của mình. Và một bộ art toy mà vừa chất lượng vừa ý nghĩa như này thì chắc chắn là Ngọc sẽ recommend mọi người mua rồi. Đã thế, Ngọc nghe nói là giá của bộ này ở Việt Nam khá là rẻ nữa. Cho nên là mọi người có thể tham khảo tìm mua thử nha. Do là Ngọc quá thích bộ đồ chơi này với lại chất lượng cũng rất rất là tốt nữa, vậy nên là Ngọc quyết định sẽ tổ chức một cái giveaway bộ đồ chơi này nhá.
Thể lệ tham gia như thế nào thì mọi người hãy đọc cái bài viết ở trên kênh YouTube của Ngọc nha. Hy vọng là sắp tới thì Ngọc có thể unbox được nhiều bộ đồ chơi vừa đẹp mà vừa ý nghĩa giống như là cái bộ ngày hôm nay. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt mọi người. Ngọc mang mấy em nó ra sân chụp hình đây. À quên nữa, tuần sau á thì Ngọc sẽ unbox bộ đồ chơi mới nhất của mấy em Sega, nhưng mà là phiên bản Gearbox cực kỳ xịn sò luôn. Ok, vậy thôi, hẹn gặp mọi người trong video đó nha. Còn bây giờ thì bye bye.